Hello, chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ thì rất là đông mọi người, cũng tới 5 bàn mọi người ha. Lâu cái ông nhích qua nhích lại tôi vậy nào, không qua nhích lại tôi vậy nào. Vậy là cô nằm chim bao, cô thấy cậu Năm không thấy nhà mặt đâu, cô đứng chỉ như thôi, cô đang ở nhà, cô đi số, cô đi số, em mua, 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 cô đi
cô không có nói dắt em mua số Mỹ á, bữa nay cô mua mà cô quýt chết nha, cô chưa hết chút đây rồi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Xin nhờ cậu. Xin nhờ chị đây. Như là chúc mừng sinh nhật cậu Năm nhé. Gỡ chặn rồi cả nhà ơi. Bữa nay đúng là một ngày tuyệt vời cả nhà ơi. Thì các chị lấy nào là tưởng tượng là quá khá lắm cả nhà, còn xa luôn. Như là cả nhà con cháu, như là con cháu con Năm quay về quê quần mới quê cả ba Năm quay về quê luôn. Quá đông rồi cả nhà ơi, quá chặn rồi.
Vậy hả chị? Đúng rồi. Vậy là chị là thấy đứng tới bên là cũng thường thấy cậu Năm rồi, cũng tiếp xúc với cậu Năm rồi, bởi vậy mới biết là cậu Năm nói chuyện rất là. Cậu mà cậu bệnh đấy ha, cậu nằm bệnh viện ha, là chị có đến bệnh viện chị thăm cậu một lần luôn. Vậy hả? Chị gặp không lớn nữa đi. Cô đâu vậy? Cô mẹ cút cả. Mấy ngày nay là có rất nhiều người đến giả đồng. Nguyên bậy, cậu đã mới chia tay với mắt là cậu đã thành Phật rồi. Đúng rồi. Cậu không có gì trần gian này mà cậu làm kiểu đó đâu. Cậu bức xúc cái chuyện gì thì cậu cũng ôm bụng thôi chứ cậu không có mà gì mà nói thành bậy thành bạc. Tại vì cậu Năm là một người nổi tiếng mà đâu có đàng hoàng chứ đâu có ấy đâu mà lên nói tào lao vậy. Em ra làm quá trời luôn. Cái lúc đó là bỏ xỉu để cho nó nằm luôn đi. Bỏ xỉu cho nó xỉu chết. Sợ nó có chuyện gì nhiều khi cũng sợ. Không phải đâu, mình được bức xúc á mình nói vậy thôi chứ chỗ này là chỗ cậu an nghỉ. Vậy mình ở đây mình cúng mình phải nói chuyện cho đàng hoàng. Mình bức xúc thì mình ra ngoài mình nói giùm con cái nha. Ai mà làm kỳ? Có chị thấy là mọi người ai cũng thấy cái cảnh đó là bức xúc rồi. Nói chung là cả nước luôn á. Nói chung là cả nước ai cũng bức xúc. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký mọi người ha. Rồi chị ơi, chị gái cũng đi ra ngoài rồi. Đó, đông lắm người ơi. Đây là mồ hôi sôi nè, sôi yêu nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh, sôi quá trời, quá đông khán giả mọi người ơi. Trời ơi quá trời đông. Xe bốn chỗ. Tụi này biết bao nhiêu lần chưa? Mấy lần rồi chú? Bốn lần rồi đó. Bốn lần rồi hả? Con này biết tôi nàng nè. Dạ dạ. Một tháng tư là có là dẫn đó. Chú bà già tám mấy tuổi liệu của tôi rồi đó. Dạ dạ. Lại có Kiên Giang mà. Dạ. Hai con như cũng gặp chú rồi. Có gặp rồi. Đi thay chồng đi xe bốn chỗ á. Dạ dạ đúng rồi. Thì nó thẳng lên đây. Cái con lành đó, nó linh bà con bằng nhiều quốc á, gần nhà tôi giếng á. Vậy hả? Dạ. Con lành nó vợ thằng Thanh á, Thanh nhất cuồng đó. Dạ. Nói với Vũ Linh bằng nhiều quốc. Dạ. Trời. Ừ, nó nhất cuồng, nó gắt cuồng.